Đây, hệ quả của những bạn mà yêu cầu lúc nào cũng phải thay đổi, lúc nào cũng phải đổi mới thôi. Thiết kế của Redmi Note 14 Pro các bạn có thể thấy đấy, so với lại con Redmi Note 13 Pro thì sao? Trời ơi, cái thiết kế của con Redmi Note 13 Pro nó đã đạt đến cái điểm mà thật sự là cái nét đẹp của nó là vô cùng trung tính. Người nào nhìn vào cũng sẽ thấy rằng là đây là một con điện thoại đẹp. Nhưng đối với lại con Redmi Note 14 Pro này, tự nhiên thay đổi một cái thiết kế hoàn toàn all new như thế, từ phẳng sang cong, từ vuông sang tròn, tức là cái thiết kế này cũng không phải là xấu, nhưng mà cơ bản thì so với lại Redmi Note 13 Pro thì làm sao bảo là đẹp hơn được. Mà cái thiết kế của Redmi Note 13 Pro thấy vậy chứ còn rất là nhiều điểm cần phải cải thiện, cải tiến. Nên là nếu như Xiaomi quyết định giữ cái form thiết kế cũ của Redmi Note 13 Pro và cải tiến một tí khi mà lên cái dòng Redmi Note 14 Pro này, nó sẽ là hợp lý hơn rất nhiều so với cái việc là cố gắng thay đổi một cái thiết kế all new như thế này. Thật sự là khi mình nhìn con Redmi Note 14 Pro này thì mình hơi buồn. Mình là một fan rất lớn của cái chiếc Redmi Note 13 Pro, nên là rõ ràng là khi mà trên tay chiếc máy này, mình chê về mặt thiết kế là cái đầu tiên. Cái thứ hai ấy, là nó không còn cái mặt lưng kính nữa, thì vì đó nó chỉ là mặt lưng nhựa. Đấy, thì đây là một điểm mình thấy hơi tiếc của chiếc Redmi Note 14 Pro này. Nhưng thay vào đó là về mặt độ bền cũng như là chuẩn kháng nước, kháng bụi, giờ đây nó đã là đạt đỉnh rồi, giống như những con máy flagship luôn. Đấy, mặc dù là chỉ được hoàn thiện từ nhựa thôi, nhưng mà về độ bền thì Xiaomi rất tự tin. Với cái chuẩn kháng nước là IP68-69K thì nó sẽ hạn chế được là về việc máy có rơi xuống nước thì nó cũng không có bị hỏng hóc. Tuy nhiên ấy, thì mình thấy rằng là với một cái chiếc máy mà có chuẩn kháng nước thấp hơn đi, như IP54 của cái con Redmi Note 13 Pro, nó vẫn ok mà. Và với một cái chiếc máy giá rẻ mình cần như thế thôi, chứ mình cũng không cần phải là IP68-69K để làm gì cả. Nên là mặc dù đây vẫn là một cái nâng cấp, tuy nhiên mình thấy là xét về cái mức độ thiết thực thì nó chưa thật sự là cần thiết đối với mình. Còn về cảm giác cầm nắm thì giờ đây nếu như mà so với lại Redmi Note 13 Pro nó sẽ tốt hơn các bạn nhé. Con này thì tại vì nó là sử dụng cái form thiết kế bo cong 3D, không hẳn là đối xứng đâu. Nhưng chính vì nó bo cong ở phần khung viền màn hình mặt lưng cho nên là cái cảm giác cầm nắm của nó sẽ đỡ bị cắn hơn so với lại cái form phẳng có trên cái chiếc Redmi Note 13 Pro. Màn hình thì sẽ có kích thước là 6.67 inch, độ phân giải sẽ là 1.5K, tần số quét 120Hz và sử dụng cái tấm nền AMOLED có độ sáng tối đa lên tới là 3000 nits. Về cái chất lượng hiển thị thì mình đánh giá là rất là ok rồi, không có gì để chê cả. Tuy nhiên thì bạn nào mà muốn có một cái màn hình với màu sắc nó trung thực hơn ấy, thì có thể là vào bên trong cái bộ lọc màu này, chọn cái mục là màu sắc tùy chỉnh, rồi chọn cho mình cái định dạng màu là sRGB thì màu sắc nó sẽ có một cái sự cân bằng hài hòa tốt hơn so với lại cái màu góc mặc định. Khi các bạn mở chiếc máy này lên thì nó rất là rực, nó rực theo kiểu gai luôn các bạn à. Màu đỏ rực nó đã không nói rồi, mà màu cam nó còn cảm giác là nó khó chịu hơn nữa cơ. Đấy, cho nên là bạn nào mà muốn có một cái trải nghiệm hài hòa cân bằng giữa giải trí cũng như là chỉnh sửa ảnh thì có thể là lựa chọn cái phần màu của mình. Về phần hiệu năng, chiếc máy này sẽ được trang bị là con Dimensity 7300 Ultra. Đây là một con chip mà có sự cải tiến hơn về mặt hiệu suất so với lại 7F Gen 2 của Redmi Note 13 Pro các bạn nhé. Cải thiện hơn khoảng rơi vào từ 20-30% đấy, riêng về CPU và GPU. Nhưng mà nếu như so với lại mức trên ở thời điểm hiện tại, mức giá bán thì con này nó đang hơn cái con Redmi Note 13 Pro khoảng 1 triệu. Con Redmi Note 13 Pro chỉ tầm khoảng là 4.6 triệu, con này 5.6 triệu. Thì mình thấy là hiệu năng của con Redmi Note 13 Pro nó vẫn là ok, ngon lành, xét theo cái mức hiệu năng là trên từ 20-30% như vậy. Với hiệu suất này thì chúng ta vẫn có thể chơi được từ game Liên Minh Huyền Thoại Tác Chiến này, Liên Quân này, kể cả là PUBG. Và bây giờ thì không còn kiểu là Dimensity là phải kẹo dưới so với lại Snapdragon nữa, tự tin ngang hàng luôn nhé. Các bạn biết là từ năm 2021 đến bây giờ là chỉ có mỗi Snapdragon 4 thôi, chứ còn Dimensity không gặp bất cứ một cái vấn đề nào cả. Mà rõ ràng chất lượng đã tốt như thế, trong khi là có mức giá rẻ hơn, rõ ràng MediaTek là phải rẻ hơn so với Snapdragon rồi, thì nó giúp cho chi phí tổng thể của chiếc Redmi Note 14 Pro này nó tốt hơn và nó đến tay người dùng dễ dàng hơn. Chứ nếu con này mà sử dụng chip Snapdragon có cùng cấu hình với lại con Dimensity 7300 Ultra, tại vì cũng phải lên 6 triệu, hơn 6 triệu đấy. Option RAM ROM tối thiểu của con này rơi vào khoảng là 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Có camera chính là 50MP, sử dụng cảm biến chung với lại Redmi Turbo 3. Và mình cũng đã đánh giá rồi, cái camera của Redmi Turbo 3 thì nó nằm ở một cái mức gọi là đủ dùng thôi. Và con này cũng thế, cũng không có gì đặc biệt. Cảm giác chi tiết có, nhưng mà màu sắc nó không thật sự là nó hợp mắt mình lắm. Nó kiểu nó cứ bị tối tối và nó bị trầm trầm kiểu gì các bạn à. Nó không có được tươi, nó không có đỉnh mắt. Tất nhiên là chúng ta vẫn có thể chỉnh sửa được. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là camera của con này mình không đánh giá cao so với là những đối thủ khác ở trong cùng phân khúc. Và tất nhiên là xét ở trong tầm tiền này thì cũng không thể nào yêu cầu cái chiếc máy này nó toàn diện một cách thái quá như thế được. Cái việc mà không tập trung hoặc là cắt giảm về phần camera trên cái chiếc máy này, mình nghĩ rằng là nhiều bạn fan Xiaomi sẽ thích hơn đấy. Loa kép thì có,
nghe thì cũng ok, loa to. Tuy nhiên thì mình không đánh giá quá cao về mặt chất âm, tức là nó không hay mà nó cũng không dở và nó hơi bị thiếu bass. Kèm với đó là pin sẽ có dung lượng là khoảng 5.500, cái này là nâng cấp hơn so với Redmi Note 13 Pro. Tuy nhiên sạc thì nó còn giảm khoảng 45W thôi. Tổng kết lại thì mình vẫn thấy rằng là con này nó sẽ là một cái chiếc máy khá là toàn diện trong quan khúc, mặc dù là không có được tập trung quá nhiều về camera. Tuy nhiên thì trong tầm tiền này chúng ta không thể nào đổi hơn được. Và cái mà mình tiếc nuối nhất ở đây đó chính là cái thiết kế của con Redmi Note 13 Pro nó đẹp quá. Nên là dù cho con này trong mắt nhiều người so với mình là thấy có thể là nó đẹp hơn đấy, nhưng mình thì mình đánh giá là cái thiết kế này nó là một điểm cãi lùi. Thật sự là như thế luôn. Không biết các bạn nghĩ sao? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Những bạn nào đang quan tâm về cái chiếc máy này thì có thể là kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo. Điện thoại đang bán cái chiếc Redmi Note 14 Pro với mức giá chỉ tầm khoảng là 5.6 triệu cho option RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Cam kết là chỉ bán hàng thương mại, không bán hàng demo. Nếu như các bạn phát hiện ra hàng demo, ngay lập tức các bạn sẽ được tặng máy và hoàn tiền.